Ngồi đi, ngồi đi. Đây đây đây, mời 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 mời. Chào con. Con uống gì vậy con? Thầy sao lại gọi bằng con nhỉ? Ồ chết. Thầy là thầy mà lại đi gọi bằng con là thế nào nhỉ? Xin lỗi thầy. Ôi không ngờ thầy trẻ như vậy. Dòm gì cứ tưởng đẻ được ra thầy. Thầy có dùng đá không thầy? Không ạ, uống đá là bị viêm họng, thầy rất khó chịu nhá. Vâng. Cô nói tiếng Việt được không nhỉ? Nếu không thì cô lên mạng cô dịch hộ tôi chứ tôi nghe tôi chả hiểu gì cả. Chắc là tại vì tôi nói dở quá, tại vì nói thiệt với thầy á, nghe người ta đồn á là mình cứ phải dặn miệng đi rồi mình sẽ giỏi, đâm ra là cứ thế là ai em ai mời drink a you drink a rock water. Ok. Cô nói tôi hiểu được, tôi chết liền đấy, cảm ơn cô. Thầy uống nước đi thầy đó. Không biết có đúng hay không nữa. Dạ thì bây giờ cảm ơn thầy trước hết là rất là vinh dự vì thầy đã quá bộ đến đây. Và thứ hai là bây giờ xin thầy cho biết cái điều tế nhị là thầy tính lấy sao, lấy bao nhiêu. Úi giời, cái đấy thì có mẹ gì đâu phải tế nhị. Tôi nói thẳng luôn, như người ta ấy thì bình thường thì giá nó cũng thấp thôi, nhưng mà tôi nhìn cô là cái thuộc dạng là yếu lắm. Yếu lắm. Dạ. Ừ. Đấy cho nên là tôi phải lấy cái giá gọi là giá trung bình. Dạ. 5 triệu. Cái gì mà 5 triệu dữ vậy thầy? Trời ơi, con bé ba cái kìa. Nó chỉ là có người, tức là nó đến những ông thầy khác là người ta chỉ lấy nó 500 thôi. Trời ơi, 500 thôi thầy, chứ 5 triệu thầy nói thách quá. Này, 500 cô ra hồ con rủa mà coi nhá. Chứ đây mà tôi như thế này, tôi pháp thuật cao cường, tôi là có trình độ, có chuyên môn, có học vấn, chứ không phải là cái dạng mà thích cái gì dạy cái đấy. Bây giờ 500 nghìn làm sao mà tôi dạy được. Còn cô mà không muốn cái giá đấy thì thôi. Thôi thì thôi à, chứ còn không có cách gì mà lấy mà mắc hơn người ta 10 lần vậy. Yếu mấy yếu cũng không thể nào mà dạy được. Thầy! Ủa con quỷ làm hết hồn à? Gì vậy? Thầy nào vậy? Thầy táo phải không thầy? Táo phải không ạ? Ai đây? Cô là ai đấy? Nghe cái giọng là biết ngay là đúng là thầy rồi. Dạ con xin lỗi. Vậy là ông này là ông nào? Dạ thầy Tám, thầy Bùa. Thầy Bùa cũng mời về để coi cho con của cô. Ủa cô cũng quen luôn hả? Ủa sao thầy quen với cô rồi? Quen gì mà quen. Sáng nay tao hẹn cái ông thầy dạy tiếng Anh tới thì tao tưởng đây là cái ông thầy của tao. Ai vậy? Ông thầy Bùa, thầy Bả. Khủng quá. Không tôn trọng thầy, mặc cả lên mặc cả xuống. Thầy ơi, cổ làm thầy ơi. Cổ là bà chủ ở đây á. Nè, làm gì làm nha, không có bói toán ở đây đâu nha. Tôi nói trước rồi đó, ở đây là không có cái màn mà bói toán đâu nha. Coi đi, rồi á bỏ chồng bỏ vợ rồi tan nhà nát cửa hết á, tôi nói trước á. Có đâu cô ơi, cô cho con xin cho con coi ở đây đi cô. Chứ giờ con không coi hả, cái con quỷ đó nó cứ đeo bám chồng con hoài à. Vô duyên quán cà phê nhà tao mà. Bây giờ mày muốn tao né vô đúng không? Khách vô là bán cà phê cho tao à? Dạ. Đừng có để tao ngứa mắt tao chọt chọt một hồi là coi trật lất hết trơn trời. Mặc đồ vét đi coi, đồ ghê thiệt. Trời ơi, thầy thông cảm đi, bà chủ. Vào đây khó chịu quá chứ có việc gì nói nhanh lên nào, bật lắm cơ. Dạ, cái vấn đề bây giờ á là chồng con đang bị một cái con nữ. Nó đeo bám riết luôn. Tối ngày nó ỏng ẹo, nó liếc mắt, đưa tình với chồng con. Tức lắm, bây giờ thầy làm sao cho con một cái bùa nào đó để con đuổi cái con nữ đó ra. Bây giờ nhá, mày chụp hình cái con nhỏ đấy, gửi email cho thầy. Gửi email chứ không cần đưa nguyên tấm hình thì... Ôi giời ơi, cái thời đại này đưa làm gì cho nó mệt ra nè. Wow, thầy bói thời áo móc có khép. Trời ơi, cái gì vậy trời? Vô phòng người ta không có cửa gì chứ vậy cô? Chị đâu có đóng cửa đâu mà gõ. Ủa, vô đây làm chi đây? Cô đâu có thân thiết gì đâu. Cô nói là tôi hay dòm ngó chồng cô mà. Trời, cái đó em nói giỡn cho vui thôi à. Chỗ chị em với nhau đâu mình phải kiếm chuyện, mình nói qua nói lại nó mới thân thiết. Qua đây làm gì? Chị cho em chụp hình chị đi. Chị chụp hình tôi làm chi? Thì tại chị đẹp quá mà, cho nên là bây giờ em phải chụp hình chị rồi em về em bắt chước theo cái kiểu trang điểm của chị. Như vậy là coi như là em khỏi tốn tiền, mà chị coi như chị làm phước. Coi như tôi làm phước á, chứ đáng lẽ chụp hình tôi để học nghề trang điểm của tôi cũng phải trả tiền cho tôi chứ bộ. Rồi,
Đã, coi như chị làm phước cho em đi. Mẹ muốn cái bếp rau đâu? Bếp rau cái ghế này hay là bếp rau cái tường này? Trời, bếp rau đâu cũng được hết chị ơi. Quan trọng là cái mặt của chị. Em tôi ngồi ngay, tôi ngồi ngay cái bàn trang điểm tôi đi. À, đúng rồi, đúng rồi. Nha. Vậy đi, vậy đi. Rồi, rồi em chụp nha. Em chụp chị nha. Chụp nè. Ê, khoan. À, trời ơi, nhòe mất tiêu rồi. Đứng đi, đứng đi, đứng cho nó đẹp. Đứng thấy cái dáng tôi. Quan trọng giọng tôi chuẩn mà. Quan trọng là cái mặt thôi à. Được rồi, rồi, đi chụp đi. Cười để lấy từ trên xuống thì cho thấy hàm răng nó nhỏ lại. Một, hai. Không, không, không. Xì tim đi, xì tim cho nó đẹp. Hoặc không có xì tim, xì teo gì hết. Vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Luôn kìa. Một, hai, ba. Trời ơi, đưa tôi coi coi. Cái gì vậy? Hồi nhòe quá sao được. Cái này bị nhẹ rồi, không có thấy cái tướng. Ui, tướng tương nhẹ nhẹ gì, cái này mình chụp lại đi. Thôi khỏi đi, có được cái mặt này để làm bùa là được rồi, đâu cần đẹp xấu gì. Bùa gì? Ủa, em mới nói gì vậy chị? Nói cái gì làm bùa, chụp mặt tôi làm bùa gì? Ủa, em nói vậy hả? Thì đúng rồi. Coi như cái hình của chị nó giống như là một cái quyển cẩm nang, một cái bí quyết, một cái bùa của em. Mỗi lần mà em make up, em trang điểm, em chỉ cần dở hình chị ra em nhìn là tự nhiên em lên tay nghề. Thế vậy là coi như là chị là bùa của em rồi còn gì nữa. Trời, công nhận kiểu này là thế nào em cũng make up lên tay. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị nha. Nhỏ này làm gì có vẻ mờ ám vậy ta? Rõ ràng mình nghe nó nói cái gì bùa bùa. Hả? Có khi nào nó chụp hình mình vậy nó ếm bùa mình không ta? Hít thở. Thở. Vô. Em làm cái gì vậy? Em tập thể dục. Có gì không chị Hường? Ờ, chị nói nghe nè. Trời ơi, nay Dung đẹp quá, Dung dễ thương quá hả? Chị á, nói chung á, nhà chị á thì đó giờ vô ở chung nhau lâu mà ngồi xuống đây chị tâm sự cho nghe. Đâu mà có thân gì đâu, tự nhiên ngồi tâm sự. Đâu thân mà bây giờ thân á. Chuẩn bị thân nè, ngồi đi là thân liền hà. Chị nói nào nghe, nói nào ngay á, hai chị em mình ở chung cũng lâu mà chị cũng chưa có cái cơ hội tâm sự với Dung chuyện nhà chị đúng không? Chị con mình ơn nè, buồn lắm. Chị có cái ước ao của chị á, là có một đứa em gái đặng hữu hỷ, nhiều khi mình đi đâu mình thấy cái gì ăn ngon á, mua về cho em gái mình ăn. Cái gì đẹp á, cái mình mua về cho em gái mình mặc. Cho nên á, là chị ngắm nghía Dung từ bữa giờ rồi đó. Chị thấy Dung á, đẹp người, đẹp nết, dễ thương nè. Tính tình là hợp với chị nữa. Thì chị muốn rủ Dung á, hai chị em mình nó kết nghĩa làm chị em nha. Kết nghĩa chị em với em á hả? Ừ. Trời ơi, rồi chị sẽ lo cho Dung. Rồi hai chị em mình thương yêu nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau. Mình toàn là những cái người cùng ở thuê ở mướn đúng không? Mình cùng chung cảnh ngộ mà mình không thương nhau sao được? Bà này bữa nay bà lạ vậy ta? Không lẽ bùa có tác dụng? Mới ễm hôm qua thôi, hôm nay phát huy tác dụng liền mới ghê chứ. Em nói gì vậy Dung? À, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cái gì vậy? Nè, tôi nói cho chị biết nha. Chị đừng có dùng cái chiêu giả bộ làm thân với tôi xong rồi hả chị thân mật với tôi, chị đến nhà tôi chơi thường xuyên rồi chị cướp chồng tôi chưa? Trời ơi, chị thề luôn, chị thề cái ánh mặt trời, mặt trời tắt là chị tắt á. Chị mà có cái ý gì mà dòm ngó hại chồng của em á hả, chị không phải là con người đâu á. Chị đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, bây giờ chỉ cần mình quỳ xuống ngay giữa sân này nè ha, mình thắp ba nén nhang là lên mình lại trời Phật, coi như là hai chị em mình chính thức làm chị em kết nghĩa với nhau. Cái kết nghĩa liền luôn hả? Sao gấp quá vậy? Thôi có gì đâu, tại biết sao không, chị có ngày có giờ rồi, bữa nay ngày giờ tốt lắm. Em thời gian về nhà em suy nghĩ một tay đâu nè rồi. Bây giờ em ra đây, đây em quỳ xuống giữa trời nè, có trời Phật chứng giám cho mình. Dạ, chúng con quỳ giữa trời và đất. Dạ, dạ, thắp ba nén nhang xin lại thổ thần. Dạ, lại trên trời dưới đất. Dạ, dạ, ba hai chúng con nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Dạ, dạ, nhưng mà kết nghĩa làm chị em, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời ơi, chị tự nhiên cái chết cùng với chị đâu được. Thôi bỏ. À, dạ, chúng con nguyện sẽ được làm chị em kết nghĩa với nhau, yêu thương nhau trọn đời. Ôi trời, trời ơi, tao nè, tao quá, thánh thần hiện lên luôn rồi. Tao, trời ơi, cô Lan làm chủ thánh thần. Rồi coi như là hai chị em mình bây giờ là chị em với nhau rồi đó nghe Dung nha. Trời ơi, thương em quá. Có người chị vậy hả? Trời ơi, cái gì mà tự nhiên chị em ở đây? Biết tự nhiên cái chị đòi kết nghĩa chị em mà. Trời, kết nghĩa chị em thân với nhau, hai chị em gái hữu hỷ tâm sự với nhau đỡ buồn chị. Trúng bùa của con á cô ơi. Cái ông thầy mà mày coi bữa hổm hả? À, đúng rồi. Con mà đã ra tay là gạo xài ra cám. Từ đây là bả không làm gì được con hết. Con sẽ khiển bả như khiển một con rối. Nè, tao nói nè, không có cái chuyện bùa bả gì ở đây đâu nghe. Biết bao nhiêu cái thời buổi này mà tụi bay còn tin vô những cái bùa bả kiểu gì là không có trúng đâu.
Trời đất ơi. Ê, Hương, Hương, Hương ở đây hả? Trời ơi, hay quá, Hương đi. Leo, 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 leo lên anh chở đi. Gặp ông thầy này còn hay hơn là ông thầy bữa trước nữa. Cái gì, cái gì vậy? Cái gì giống á? Sẽ hóa giải cho em nè. Ha, em không có bị tai nạn, em không có chết gì trơn á. Đi, đi, đi. Cái gì tai nạn gì vậy? Cái gì vậy chú? Ôi, đây nè. Trời ơi, Hương bữa hổm ba mới đi coi thầy. Cái ông thầy đâu mới nói là 7749 ngày á, là sẽ gặp một cái tai nạn. Rồi Hương sẽ bị chết. Trời ơi, chắc quá giải là Hương á là phải kết nghĩa chị em với một người nào đó. Rồi là cái người đó sẽ gánh cái tai nạn gây cái nghiệp đó cho Hương. Là Hương không có bị chết, cái người mà kết nghĩa chị em đó sẽ chết, sẽ bị xe đụng, học máu, tạo đợt, chết đó. Là cái người kết nghĩa đó. Trời ơi trời, là mày đó. Ôi ác người đó, đất lát. Chết 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 em con à. Trời đất ơi. Sao cô cũng đi ém bùa tôi đó, làm cho tôi say sẩm mặt mày từ bữa đến giờ nè. Ủa? Tôi giờ sống cũng như chết vậy. Ủa tôi nói thiệt với chị, nhưng mà tôi ém bùa chị chỉ mệt thôi, chị chỉ say sẩm thôi. Còn chị á, chị chơi vậy là chị giết chết tôi rồi, còn ai gì biết đâu được. Nói vậy có mắt tay nhọn à cô ơi. Bây giờ ta nói mấy má ngồi yên giùm con cái. Trời ơi, hết nói nổi rồi, tụi bay nha. Thời buổi này tụi bay còn tin vô ba cái chuyện đó. Còn cái ông này nữa, ông mới là cái ông mà bị bỏ bùa đó. Ai bỏ bùa ông vậy? Coi như tổ trưởng tổ phó dân phố mà bây giờ tự nhiên về mà truyền bá những cái chuyện mà kiếm thầy này thầy kia là kiếm cái gì? Ủa nãy giờ ai nói thầy bùa vậy? Ông nghe ai? Tôi là không có nói nha. Bùa ngải gì? Tổ phó, tổ dân phố mà. Chạy xe đạp, chạy bộ mà. Còn hai đứa bay nữa, đừng có mà như vậy. Tao mà thiệt á, tao đi tao hê lên, thấy thế miệng ông hai mà tao hê lên á. Tụi bay á, bị người ta cười chết thì thôi. Á, nãy giờ con đâu có làm gì đâu. Trời, nó giỡn chơi vui vậy mẹ. Ơi, đi tao đi dục tiếp. Thắp ba cái nhang thôi, có làm gì đâu. Ngộ ghê, tự dưng vậy, tự dưng tràn ra cái chuyện bùa bả vậy đâu. Mà cái quán cũng lạ lùng thiệt á. Từ sáng giờ không có bóng người đi ra đi vô là sao trời. Mà có khi nào quán của mình bị người ta yểm bùa không trời. Trời ghê vậy. Tự dưng giờ mình cũng nghĩ tới chuyện bùa bả nữa. Không được, được. Không có bùa bả, không có bùa bả gì. Sẵn đây nè, giới thiệu đây, người yêu của tôi. Nè, hô, ăn bậy chứ không được nói bậy. Ê, đừng. Nè, anh Hai Teo, anh không có được làm bậy gì chưa, thấy chưa? Đây là chồng sắp cưới của người ta, anh đừng có phá gia can. Em lấy cái ông bác này mà ông nói em nói ông bác này là chồng của em là sao? Sao là sao? Gì? Tại sao? Bác biết gì về Hương đâu? Con mới là yêu Hương nè. Đó, mặc áo Hương là bác thấy không? Tôi yêu Hương cái mặc áo Hương. Chính xác. Mặc áo Hương ta nói là giới tính không rõ ràng, hiểu không? Làm gì giới tính không rõ ràng? Bác có yêu Hương xong á, bác mặc áo gì đen thui vậy? Hả? Ờ, tôi muốn mặc áo gì tôi mặc, rồi sao? Phước sức. Ờ, đây ta cặp này đó, đó, rồi sao? Bây giờ còn hỏi bác nè. Bác yêu Hương đúng không? À. Bác biết đại thân tình Hương không? Bác biết Hương bao nhiêu tuổi không?